Rồi xong, top 1. Top 1 lên được vị trí của bạn Hách. Quá là căng luôn, kinh, bạn bắn gây thật. Đi vào chạy rồi. Quá chạy đi vào. Chạy 30 giây hết mẹ cái mát rồi. Ui ui kìa. Sợ mình hơn. Quá thẻ vô cực như thật luôn ạ. Ông ghi hack kìa mà, đéo bắn vào đầu vậy, đéo này đéo bị tố cáo anh ạ, đéo này đéo mất đích ạ. Tố cáo đi. Ok. Có mẹ nó đây. Cái lồng gì đây? Tiểu quá. Chịu của mẹ luôn rồi. Lồng hoa nó chạy rồi. Đi cơ hạ anh 1 giây rồi đến nơi à. Cơ mẹ mà 20 kill rồi, 21 kill rồi. 22 kill rồi. Hai ba kill. Hết cái phiên bản mới Giáng sinh. Được rồi. Chém đi, chém đi. Cái lồng má nó chơi game kìa, nhìn cơ hạ. Ơ. À không phải. Súc vật thật. Ui. Mẹ hack có điều kiện anh em ạ. Mẹ mà hack mua hàng theo vô cực chơi luôn. Cày được 383 điểm rồi chưa bị khoái kìa. Được quá nhỉ. Được của nó đấy. Cho lộn quá chạy. Ừ, có ngày có đéo hack. À nó có hack ấy ạ. Nó có hack nhìn thấy địch ạ. Lần đầu tiên em thấy hack này á, hack mới đấy. Anh nghĩ hack này chưa bị khóa nick đâu, bởi vì chúng mày nhìn nó cày được gần 400 điểm kéo một cực, nó đã bị khóa đâu. Cái hack này nó chỉ kiểu tăng tốc của cái game lên thôi, chứ nó không bắn một phát vào đầu hiểu không? Chạy nhanh hơn này. Chạy nhanh hơn này, hồi máu tất cả mọi thứ đều nhanh hơn gấp mấy lần ấy. Anh nghĩ nó sẽ không bị khóa nick đâu. Cái hack của cái mấy ông kia chơi hack bay trên trời, mấy hack bắn hẹp vào đầu thì nó bị khóa nick thôi. Còn được cái hack này nó tầm bắn một người à. Chỉ bắn một người thôi ấy. 28 kill mà chắc là 27 kill bắn một người. Không có 1 kill bắn vào đầu à. Đam mê phá xe. Thế như này có hack nhìn xuyên tường không? Sao mà cứ phải đi tìm địch chứ nhỉ? Hình như không hack nhìn xuyên tường đâu, có chỉ hack có tăng độ chạy thôi. Thế này thì làm sao mà bị khóa địch được? Làm sao mà Gazana biết mà khóa địch được? Trừ khi ông Gazana rồi đang xem livestream của tôi thấy nó hack được chứ còn. Thì mẹ nó chỉ hack mỗi tăng độ chạy với em ạ. Để tao lấy cái nhẹ của nó tí tao check ID à. 2 7 6 2 2 6 3 7 7 3 3. Má nó chưa đủ má, nó chơi game rồi. Gái Nhật KKKK. Chấm thang Notify ra Minh Tài ơi. Ồi vào đầu luôn. Mẹ thằng này nhìn trông có vẻ chơi, có biết chơi chứ, có vẻ không biết chơi đâu. Nhìn trông kiểu di chuyển có biết chơi chứ. Nhưng mà địch mẹ nó còn hùng hách nữa ạ. Cá này chịu. Rồi xong, top 1. Top 1 lên được vị trí của bạn Hách. Quá là căng luôn, kinh, bắn ghê thật. Bạn Hách bắn ghê thật. Đúng kinh thật, bắn thì
ba mươi mấy kill ạ. Ba mươi mấy kill để đến được vị trí của bạn khách ạ. À. Mẹ tôi đang thì mẹ bơm máu, nếu biết cái gì lo lao như một vị thần, con mẹ nó bắn. Check ID của bạn khách cho mà. Má, lao như một vị thần luôn. Mua hàng thẻ một cực, anh em hiểu không? Khách mua hàng thẻ một cực cái nào đấy. Mua một hàng mua thẻ một cực cái chơi luôn. Mẹ mày hắn mua hàng M4 mà bắn luôn này. Mẹ cũng con nhà có điều kiện. Chơi game chỉ giải trí thôi hiểu không? Không quan trọng. Trời ơi, nhìn danh à, nhìn chúng nó bắn, nhìn nó bắn danh à. 70% thì đi viện vào top 3 ạ. Headshot có 70% ạ. Bây giờ hack nó không chơi headshot, hack bây giờ hack không 80-90% headshot, hack giờ chỉ có 70% headshot thôi. Hiểu không? Hack giờ chỉ có 77% headshot thôi. Mấy ông hack chỉ có 80-90% headshot à, mấy ông hack lỗi thời rồi. Đấy, 10% thì headshot nó không có nhiều. 11% thôi, không cần phải nhiều để xót hiểu không?